ruộng xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay ông ruộng có hạ mấy cái chấm cả nhà, chắc đâu 10 cái mười mấy cái gì đó, tầm 12 cái à. Mà hên có cái là ông hồi nãy ổng đóng cây mưa nữa cả nhà, chắc cũng phải lạc mấy cái nữa rồi. Đường nào cũng phải lạc mấy cái. Đợt nào đi đặt chấm cũng bị mưa cả nhà. Mà mưa thì nói chung là lương nó chạy ngon hơn. Hôm nay bắt đầu mưa nước nó ngập cái khu này, hôm nay thả chấm ngon lắm cả nhà. Bây giờ mời cả nhà theo chân út ruộng nha, đi xuống khu vực này. Xa xa ở bên kia người ta thả lưới quá trời kìa hai. Ra xa người ta thả lưới, hai ba người thả lưới luôn kìa. Nước ngon mà. Ở khu vực này cá nhiều lắm cả nhà. Ở đồng bây giờ nguyên cái ở đây là chỉ có còn cái đồng này là cá nhiều nhất thôi. Nó tầm hơn 2 mẫu á. Từ đây dài lên hết bên kia luôn. Mà nó ngập tương niên luôn nha cả nhà. Bạn mấy bạn nắng lên là mấy bạn rơi cá lóc xuống đây cũng rê quá trời luôn nè. Ủa Tết chưa ta? Ủa bữa nay Út mang thêm cái dài vô bên trong cái quần luôn hả? Hả? À nè, bình thường là hình như là Út không có mang cái dài phải không ta? Có mang cái dài, bởi vì cái quần này nó mỏng lắm, nó đạp cái gì nó cũng lủng hết trơn, mình phải mang luôn cái dài à. Cái dài bộ đội này. Vậy chắc chắn nè, nó về lại nó vừa có đỡ trơn hơn đúng không Út? Đúng rồi, nó bám, độ bám có. Cái quần này thì cũng khá là ok, nhưng mà có cái là nó hơi mỏng thôi. Ủa mà bây giờ mình đi xuống gom đầu dưới đi lên hay là trên đây mình đi xuống? À, nếu đây đi xuống phải cầm theo luôn hả? À Út có cầm cái bao vậy thôi, mình đựng ở đây luôn cũng được. Ok. Mình biết đâu có liền ở đây, mình coi nếu mà có sản phẩm coi liền nó mới đã. Chỗ này cá này nha cả nhà. Cái bờ này đã lắm các bạn ơi. Có cái ông kia ông. Hình như con nghe có gì á. Ủa. Có. À có. Có. Cái đầu tiên mở hàng có là thấy đã rồi các bạn ơi. Ý nè. Trời ơi. Phải nói không vậy? Ấu nụ nè. Thấy chưa, mình đoán chính xác, đó chính là con đĩa các bạn ơi. Đây, cái đầu tiên. Ui, vừa mới đứng nghe. Coi là nó đã bị nó bu rồi. Ở đây cá nhiều nhưng mà đĩa cũng nhiều lắm các bạn. Đấy, hình như hai con. U. Một bé nhỏ nhỏ. Ô ừ. Hai bé, trời ơi đã. Hai bé cái đầu tiên mà mở hàng là hai bé luôn các bạn ơi. Hai bé bằng nhau. Bé này là cái size này là ok rồi đó. Size này là lụm rực rồi, size này là size chiên giòn chấm mắm me nha cả nhà. Đã rồi nha, đã rồi nha. Các bạn nào mà phái nhậu là chiên giòn chấm mắm me là ok nhất. Bữa nay Út ruộng đổi phong thủy các bạn. Đổi màu áo rồi. Trước đi mặc màu tối á, nó cũng hay bị tạch lắm các bạn. Nay đổi qua màu sáng. Mặc màu sáng đi cho nó sáng sủa nè. Không mà mặc vậy áo tay dài vậy đĩa đồ nó có chui vô mình nên mình khó lấy chút. Cái màu sáng này mình đi ban ngày mình đi nắng nó cũng đỡ nóng lắm rồi. Thì có một cái là nếu mà mình đi đêm hay là mình đi bắt mấy con gì mà nó chạy thì nó thấy sáng rồi nó chạy thôi chứ mình khó bắt. Chú ơi. Để đây chút xíu xuống lùa phụ cho ông cháu. Ok. Lát nữa rảnh đi xuống phụ lùa cá vô lưới xin mấy con cá về ăn ha. Đây cá nữa nè, ăn nè. Ồ. Không biết nước bên phía này nó sâu không? Sâu lắm. Út có lội xuống đó thử chưa? Ồ cái này tạch rồi. À không có rồi. Đợt này mình bẫy là mồi trùng nha cả nhà nên nó cũng sạch lắm. Nó ăn nó vô hay là nó không vô thì mồi trùng nó cũng vẫn đi ra, mình xúc chừng vài cái là nó hết mồi. À. Trùng cũng còn ok đó. Hôm mình bẫy ốc với lại cá thì nó còn cái xác lại á. Trùng bẫy cũng ngon lắm á, nó là trùng là gì ủ mà bữa hai. Một bữa hai bữa là nó lên cái mùi đã lắm. Ok đó. Với lại mình thay đổi vậy cũng hay Út. Đây nè. Để coi nó nhảy quay khu nào. Quay bên đây cho mấy bạn mà ghê cá lóc á. Đó nha.
Cái điểm này ghê, cá lóc là xiên kia nhất các bạn. Wow, mà mình đứng nãy giờ mình cũng nghe cá táp chứ bộ. Có đó, trên đây mình nó còn chạy nữa nè. Cá này siêu đã luôn, mà nhiều nữa chứ. Nhiều cá lóc đây, cá lóc lớn nhiều. Nói chung là gà nó chạy mà giận nước ghê hồn chưa. Đó, đã thiệt. Nó vừa rộng mà nó lại còn trống trống nữa nè. Cái này mà rê lua cá lóc thì hết sảy. Nhưng mà cần thủ nào không sợ đĩa mới được nhau. Cái này đĩa dữ lắm. Bây giờ thời buổi giờ người ta bán đồ này mình mặc cũng ok lắm, không có đĩa. Không sợ đĩa nữa. Ý là mấy anh em nào mà ngại thôi, chứ còn mà gọi là chuẩn sợ luôn thì nhìn thấy thôi là té xỉu mất tiêu rồi. Đam mê là thôi. Đam mê là cỡ nào chứ. Nấm mèo nè thang. À, nấm mèo. Nấm này ăn được nè nha. Đây là cái nấm mèo nha cả nhà. Nấm mèo thì thường thường nó mọc cây nào mình ăn cũng được hết trơn á, chứ không có sợ. Nhiêu đây là chân hụt dịch là xuyên kỳ dưới đây nữa nè chứ bộ. Nào giờ con mới thấy hai nấm mèo tự nhiên vậy luôn á. Nấm mèo, nay nấm mèo. Cái nấm nó y chang cái lỗ tai con mèo nè, thấy không? Ta mới gọi là nấm mèo. Y, nó có con gì quá trời. Sợ quá, nè thấy không? Đúng rồi. Mà nó giòn giòn nha, cầm nó giòn 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 đã lắm. Thôi, ghê quá, cái con gì quá trời trong á. Đây nè, đứt tới cái nữa nè. Cái thứ ba Út hả? Có đúng không? Có. Con có nghe tiếng á. Có nghe tiếng. Mở cái thùng ra trước đi. Hai bé ở trong đó. Con này chắc bằng hai con kia không? Nghe tiếng cũng hơi nhỏ. Ủa bự hơn. Bự hơn chút. Ờ hên lành. Chút lên, bây giờ lên trên cạn ống ruộng cho cả nhà mình xem cạn cảnh hơn nha. Bây giờ có cái thùng này đi đựng luôn hợp lý quá ơi. Ok á. Hình như cái đường cắm cây này là cái bờ đất phải không? Bờ đất. Thì mình cắm bên hông cái bờ đúng không? Đúng rồi. Mình cắm cặp từ bờ bên đây và bước qua một khái là tới cổ, hơn cổ luôn á. À, bên đây cũng các bạn nha, bên đây cũng sâu lắm, bên đây là hơn ngực luôn, nó giá từ cái tiền cổ ở phía chỗ rau muống á, là bắt đầu là ra tới nước sâu rồi, còn trong này là có cái bờ đắp đất nè, như cái hàng rào người ta rào lại nè các bạn, nhưng mà nó là ruộng hoang, không có chăm sóc, không có xử lý gì ở đây hết á. Ngay đó nó có cái mương không? Mưa nó dâng nước lên, nó kiếm kỹ vô coi. À đây. À có. Ủa con chim kìa, con chim. Chim kìa. Đó, con đó là con chích ghế. À con chim trích. Chim trích. Mà nó gọi bự ghê chứ. Bự chứ. Nó bằng con chim cu á. Đó. Ủa ở đây ngon vậy ta? Nặng hơn. Trời ơi, mưa này mà. Các bạn cứ nghĩ đi, nguyên một cái khu này nè. Người ta bỏ hoang biết bao năm rồi. Mưa là nó lên trên mấy cái bờ khô này liền. Mấy cái ụ cỏ, mấy cái chỗ rậm rạp ở phía dưới chắc là nhiều lắm á. Đúng rồi. Mấy mốt nước rút là mình cũng gió nha. Đúng rồi, chứ giờ nước sâu quá không đi được rồi. Ý. Con này được nè. À ngon một ý, con à mà bự nha, bự hơn hai con nãy nha, vậy là tổng cộng được bốn con. Ủa mình chạy hết trơn rồi kìa, nó vô nó nằm cái hòm á chứ nó lành quá mà. Đảo quá. Ôi bốn cái được bốn con xịn rồi nha. Đây bơ cái đầu được không có nha, ý cái đầu được hai con. Cái sao tạch thì nói chung là tổng cộng bốn cái được bốn con đó các bạn. Ok đó, chỗ này ổn á, nó nhỏ thôi, có người ta kìa nha cả nhà.
Hình như là người ta tận dụng đất để người ta trồng rau bên đó phải. Ốc ở đây cũng nhiều lắm các bạn. Nè, ốc bu vàng á, nhiều lắm. Có cả rau nhút nữa nè. Rau nhút mưa xuống mọc tươi tốt rồi. Rau nhút này rau nhút hái nó dai lắm, ăn cái đọt nó xíu thôi à. Giờ nó mọc muôn trùng. Mỗi kiến nó vô quá trời. Kiến nó, nó bu quá. Kiến bu không? Ờ, kiến nó bu. Ý, có. Con này nghe nặng nè. Ừ, đã. Trời ơi. Trời ơi, vậy là nó nặng ghê luôn á. Vậy là xung quanh khu vực này hơi bị nhiều á nha. Nè, trúng ổ rồi, trúng ổ rồi các bạn ơi. Ồ, nó nặng quá cả nhà ơi. Trúng ổ luôn rồi. Trời ơi. Dính ra nè, quá trời luôn nè. Mà mình ô, cái mùi này nhớt không à. Mùi khá là nhạy á. Nhớt không là có nghi nè. Đó, nghe tiếng rồi đã các bạn ơi. Anh Đại nha, anh Đại. Đại nha con. Đó. Ừ. Trời ơi, nó bự. Ủa con thấy gì giống hai con quá vậy? Ừ, hai con. Trời ơi, trời. Kỹ. Từ từ. Kỹ lận. Cái con kia nó mạnh đó, nó chui ra cả nhà. Hình như con này bự hơn nè. Nè. Ủa cái đầu hai quá. Con. Đã. Hai con. Trời ơi, vô mánh nè ông ơi. Nhỏ. Đảo quá. Trúng ổ rồi. Rồi, lần sau mà không xuống đây bảy nữa khôi luôn á. Quá thành công các bạn ơi. Không để ý á. Đem mang lên dài cái trời ơi. Sợ nó chui vô lỗ tai á nha. Đĩa mén có chích xíu thôi nè. Khu này là bao đĩa luôn. Ghê quá. Để lên tựa bánh canh. Mà thiệt. Ban đêm nè. Là buổi chiều như sao hỏi luôn á. Chỉ cần quậy dưới nước vậy nè các bạn. À, xíu nữa nó quặn lên cho coi. Ghê lắm. Hồi nãy giờ mình được mấy cái không? 5 cái. À, cái thứ 6 đây các bạn. 5 cái mà thấy sản phẩm đã rồi đó. Cái thứ 6 lắc không nghe gì hơn. Dạ, cái thứ 6 không có các bạn ơi. Ôi, cái đường bờ kêu cái ruộng này đã quá. Còn một cái, mấy cái đằng kia cả nhà, nhưng mà có người ta thôi, giờ ông ruộng lại lấy đằng đó đem lại đây đổ nha. Ví dụ như có mình đem lại đây mình đổ, chứ là đó gần người ta quá, người ta biết. Ok. Cả nhà mình đứng đây đợi ông ruộng nha. Chắc lấy được một cái ngay này nữa thôi, chứ mình đi lên rồi chừng nào người ta đi vô rồi chút xíu mình quẹo lên mình lấy nữa. Ok. Cái điểm này ngon quá mà. Có không? Có cả nhà ơi, nó nặng lắm. Được, có lý. Nghe có là mình khoái rồi các bạn. Nè. Được rồi. Hình như anh kêu nhỏ lắm. Anh kêu nhỏ là hình như anh bít cái hôm mà sao. Đừng giỡn nha. Bít luôn là khủng lắm á. Nè các bạn. Rồi. Các bạn thấy cái điểm này đã không? Ông có ông chú. Ừ, ốc gió ốc. Hồi còn nhớ. Khủng quá, đã. Có ông chú, ông nhìn bà. Trời. Ôi, đã quá. Cũng gọi là hàng khủng rồi đó. Khủng chứ gì nè, không khủng cỡ này mà không khủng thôi luôn. Thì cái đầu hơi bị to luôn. Bự không? Đã quá các bạn ơi. Bự không? Cái con lương đồng nè, nó nong banh chành hết trơn nè. Thấy không? Nó cắn lộn tùm lum, cháu cắn lộn tùm lum nè. Út cầm lại y chang như nãy nơi. Rồi cái khúc đó lên lương bự đã lắm. Trời ơi, đã nè. Ôi ôi. Quá đã luôn các bạn ơi. Chà. Nó cắn hả? Nó không, nó cắn mà nó nong vậy. Nó nong đằng nó đi, nó nong cái miệng nó. Đó, thấy không? Thấy nó nong cái miệng nó ra không nè. Nè. Siêu đã luôn các bạn ơi. Con này bự thiệt chứ. Cỡ này là sai, cỡ này là đúng mức rồi. Quá đã.
được con này cũng bự nè, chứ cũng khủng nè. Ôi đã quá. Đúng không? Ở giá vị đĩa cắn. Đừng. Giá vị đĩa cắn à. Cẩn thận cái chừng nó nhào ra ngoài đó. Thôi đi lên trên đi. Lên trên cả nhà. Ôi điểm này đã quá. Hôm sau mình kéo có nhiều cái chúm cái hôm mình. Ủa, kéo xuống đây hết đúng không? Rồi. Đây. Ông ruộng ta 20 mấy cái chúm lận, nhưng mà mình đặt ở sợ tháng này thì nó không chạy, mình đặt thử cả nhà. Đã mưa nó lên ngon quá. Rồi, địa điểm này quá ok Út ơi. Hôm sau có nhiều vũ khí đem xuống đây hết. Đem bao bít là mình luôn. Ồ, phía xa đằng kia có một bầy bò bự ơi bự luôn kìa. 30-40 con luôn Út. Bầy bò. Gần cả 100 con á. Ồ, đúng rồi, quá trời luôn kìa. Có mấy ông bác, ông chú đang thả lưới đẳng kìa. Đã quá, địa điểm này siêu đã luôn á. Ở chỗ này nè cả nhà. Thấy không? Như những cái lớp rau này nè. Mình đứng ở đây, mình moi lỗ ra đó. Mình câu tay, câu phao rất là yêu luôn cả nhà. Ở cái khu này nói chung là người ta bỏ hoang á, hồi trước cái sạch gần nhiều lắm với cái rô nhiều lắm. Hôm bữa giờ mưa nó lên trên kia kìa. Có người ta bắt 10 mấy ký một người nha. Cái này là ông ruộng nó thiệt tình, không phải mà mình nói láo. Nhiều lắm. Chứ cả nhà nghĩ đi. Nguyên cái khu này mà nó gom lên mưa là ở trên đó cạn, ở trên đó bò nó ở đó. Nó cạn nên nó rút lên đó. Còn cá lóc là bao nhiêu luôn. Cá lóc nhiều lắm. Nhưng mà người ta cũng đặt lú nè cả nhà, đặt thả lưới cũng làm đủ thứ hết à. Đúng rồi, thấy người ta xuống thả lưới cũng nhiều nè. Chứ ta bắt chắc cũng nó cũng dám lên cho nó nhiều nên nó ở dưới đây. Ban ngày thì ít nghe tắp móng nha, bằng đêm nó tắp móng ghê hồn lắm, cá lóc á. Phải nói là nhiều. Còn lương thì thôi, hỏi nói luôn đi. Con cá thì mình ấy rồi, còn con lương nó như mấy cụm này nè, cụm cỏ nào cũng có luôn, cũng ruộng bảo đảm luôn. Đúng rồi, hôm nay mình đi đặt chấm mình thấy nhiêu đó thôi là thấy nó đã cỡ nào rồi. Ruộng đặt chỉ có sơ sơ rồi đó, 12 cái thôi mà mới lấy được có 7 cái cả nhà, còn mấy cái bên kia không dám lấy. Để đó đi chút xíu nữa chú cái bác cái chú gì kia lên để mình mới dám lại mình lấy nha cả nhà. Không phải là gì mà sợ cứ như người ta thấy á, rồi người ta đặt rồi mấy mốt mình cũng có mình đặt. Nói chung mình cũng né chút xíu mình tránh vậy đó, đừng có chỗ để mình đặt. Cỏ này thấy nó chơi không? Tự nó chơi luôn nè, đá gió nó chơi nó dạt qua đây nè. Ôi lương dữ lắm. Ơi. Út ruộng có ý tưởng nha. Như mấy cục cỏ nó hỏi vậy nè cả nhà, đúng không? Mình lấy cái lưới á, mình bao hết lên luôn. Đúng không? Xong cái mình bơi cái cỏ là lương nó có nó sẽ gớt xuống cái lưới mình. Ủa cái dèo mình nhà bao đủ không ta? Có thể bao đủ á. Chim tao. Rồi hai ba con nó bơi ngoài kia kìa. Zoom lại cho cả hay, nhà. Hay. Đó. Rồi đó nó bơi như con vịt luôn trời. Anh giỏi ghê không? Cái đầu nó có mỏ nó màu đỏ không? Không, cái mồng của nó thấy không? À, cái đuôi nó có chấm trắng kìa. Còn mấy con đó kêu bằng con chích ré. Trích ré. Còn con cái cồn nó bự lắm đâu, con gà mình luôn mà. Không biết thì ở chỗ các bạn kêu cái con chim đó là chim gì, chỗ mình kêu là vậy đó các bạn. Con chích ré. Ôi đó, nhưng mấy cái cục cỏ này nè, ví dụ như cái dèo mình bao không đủ đúng không, mình cắt cái dèo mình ra làm hai có thể là bao được đó. Càng ngày nó càng trôi ở đây nè, gió thổi á. Bảo đảm không ruộng, bảo đảm có lương chắc luôn. Vụ đó ok đó, ngon lắm á, nhưng mà nước ở đây nó hơi sâu đi nên ớn. Thôi đi lên cho cả nhà mình xem sản phẩm nha. Đi nó nặng ghê quá, lại là đĩa trâu. Con này mình đúng là trâu nè, ký rưỡi không Út. Ghê quá. Nó u nù luôn. Nó xảy ra gan tay á, ghê quá, quá trời quá đất ơi. Đĩa con nữa nè má ơi, trời ơi một bầy luôn, ghê quá. Thôi lên lẹ mẹ ơi, đi lên đất liền gấp rồi các bạn ơi, nó ngủ dòng họ nó lại cả nhà. Măng này 2-1 luôn, 3-1 luôn, 4-1 luôn. Quá trời luôn. Quá trời một. Quay sơ sơ vậy mà thấy nắm mối nữa hết sảy luôn. Trong này có một khổng lồ này các bạn. Ý năm mà ôi, nói chung là một bụi luôn. Bên đây quá trời luôn. Cái này là cây tre hay cây trúc phải không? Cây trúc. Không, cây này gọi là cây tre tạo.
tre tàu. Tre tàu còn ừ, cái một măng mà... măng quá trời luôn, ngon lắm các bạn. Măng như vậy nhưng mà nó hơi đen đen á, nó có lông đen đen, tôi kêu bằng lông băng mạnh tông. Về nhà các bạn. Cả nhà, về nhà mình đổ cho nó an toàn cả nhà ơi. Wow. Trời ơi đã. Mấy con bự. Ê, ê ê ê ê đừng khó. Ừ, cái con đó nó bông dữ không ha. Cái bụng nó vừa vàng mà nó còn bông nhiều nữa. Nó. Ôi nè, con này nó bự rè. Trời ơi đã. Ồ nãy nó mạnh lắm mà ta, sao cầm dưới lên đây sao nó cà lắc chắc nó mệt á. Để mình lấy cái cân bỏ lên cân coi. Bỏ lên cân coi được hôm nay được nhiêu nè. Cân hết luôn phải không? Cân hết luôn. À, bỏ vô hai con kia nó trốn thoát. Nó trốn nhưng mà nó không thoát được. Bỏ vô cái bọc cân cho dễ các bạn. Út dự đoán khoảng nhiêu? Út đoán hết này khoảng tầm ký mốt. Ký mốt. Ủa con thấy có mấy con bự cũng cái nặng ký lắm đó nha. Lương đồng này nó cơ nó nói chung là nó cũng nặng mấy. Thấy nó khủng khủng vậy chứ. Vô vào mỹ. Tôi căng cái tôi bỏ con ra chứ không làm gì chạy hoài. Nó trời trời trời. Thế. Hồi nãy giả bộ chết ha. Ha, giờ mặn ha. Giờ có cái bịch cái nó quậy ghê. Tức tức nói không được hết xong rồi, lên bàn cân à, ủa cái cân này đúng chỉnh rồi lên à, chuẩn trời ơi sao hay cái sao ký mốt đúng luôn. Đúng ký mốt luôn y chang như cân sẵn vậy. Ảo thiệt chứ đúng ký mốt luôn. Nói rồi mà cũng quá ok. Còn mấy cái còn lại kia mà có nữa đã lắm. Không được, chắc, không phải, được. Chắc phải có chứ. Có, bảo đảm là có chắc. Cái điểm đó ngon quá trời mà. Nhưng mà giờ xuống không có được. Thôi, thì chắc phải kết thúc clip này ở tại đây đi các bạn ơi. Con ruộng xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã yêu thích Út Ruộng và đã quan tâm theo dõi Út Ruộng. Út Ruộng sẽ hẹn cô chú mình clip sau. Lúc sau Út Ruộng sẽ làm hay hơn. À, kiếm sản phẩm nào hay hay cho cả nhà mình xem nha. Bữa nay thì chỉ vậy thôi nha cả nhà. Lương hôm nay cũng bội thu rồi đó. Wow. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Chúc các bạn có một ngày thật là tuyệt vời.